Tỷ phú Mark Cuban tiết lộ phân bổ đến 80% danh mục đầu tư cho tiền mã hóa. Theo Coin Telegraph, chủ sở hữu Dallas Mavericks và tỷ phú Mark Cuban đã phá vỡ sự phức tạp của không gian tiền điện tử về mặt thực tế. Nói chuyện với Stewart trên Muscat hôm thứ Năm, Cuban cho biết ông ấy không tập trung vào việc đầu cơ giá xung quanh các loại tiền điện tử như Bitcoin, Dogecoin và so sánh nó với trò chơi giống như cổ phiếu. Chủ sở hữu Dallas Mavericks đã giải thích một số điều cơ bản về không gian này cho Stewart, gọi nó là phi tập trung và không cần giấy phép. Với những người nắm giữ token, có phiếu bầu bình đẳng để xác định hướng đi của từng dự án, những đặc điểm thu hút nhà đầu tư tỷ phú. Ông cũng cho rằng nhiều doanh nghiệp mới theo mô hình nền kinh tế tiền điện tử phi tập trung và không cần giấy phép sẽ phá vỡ các tổ chức truyền thống bao gồm ngân hàng, bảo hiểm và ngành công nghiệp sách.